Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Phát. Đây là chương trình bóng đá nghệ thuật của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Trong chương trình này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm động tác Hop the World hay còn được viết tắt là HTW. Để làm được động tác Hop the World, các bạn hãy bắt đầu làm với footstone. Chú ý là các bạn hãy làm động tác này bằng cả hai chân. Bước 2, các bạn hãy bắt đầu làm Hop the World khi các bạn ăn tân bóng. Các bạn chú ý là khi một chân đá bóng lên thì chân còn lại luôn phải sẵn sàng để vòng qua bóng. Các bạn chú ý khi làm Hop the World thì cổ chân và cẳng chân của các bạn phải vững chắc, và phần tiếp xúc đó là phần ngu của bàn chân. Để có thể làm được Hop the World liên tục thì các bạn hãy tập từ phải sang trái và trái sang phải, và các bạn hãy bắt đầu tập bằng hai chân và đổi lại từ trái sang phải. Sau khi bạn đã làm tốt bước 3, bắt đầu Hop the World từ phải sang trái và từ trái sang phải, thì các bạn hãy cố gắng làm liên tục càng nhiều càng tốt. Trong chương trình này, tôi đã hướng dẫn các bạn làm Hop the World và làm Hop the World liên tục. Chúc các bạn tập luyện tốt, và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook facebook.com/thể thao bóng đá TV.